Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Ken xin chúc các cô chú, anh chị và các bạn một ngày an yên và nhiều sức khỏe nhé. Hôm nay Ken quay lại cái công trình nhà này để đem vật liệu cho các anh em thợ họ tiếp tục để cố gắng hoàn thiện sớm cho xong căn nhà này các bạn. Và Ken cũng muốn ghé để kiểm tra cũng như cập nhật cái tiến độ mà cái trong cái quá trình mà mình làm đầu tư mua nhà cũ sửa mới rồi bán, để mọi người có thể cùng Ken xem qua và có thể trao dồi trao đổi kinh nghiệm làm flip house ở Mỹ với nhau, cũng để cho mọi người có thể thấy một cái căn nhà ở bên Mỹ nó khác một căn nhà ở Việt Nam như thế nào, một căn nhà cũ ở Mỹ như thế nào, và những cái vật liệu sửa nhà và những cái bên trong và bên ngoài nhà nó có khác nhà ở bên Việt Nam hay không. Thì các video về quy trình làm thì gần như Ken đã bỏ lên cái trang YouTube của mình khá nhiều. Đôi lúc trong mỗi video Ken có thể sẽ lặp đi lặp lại một số cái quy trình, bởi vì cái quy trình làm flip đầu tư, làm flip house, là mua nhà cũ sửa mới rồi bán, nó gần như là một quy trình đã chuẩn như thế, và mình chỉ có thể khác xử lý khác ở một vài căn nhà khác nhau tùy vào cái hiện trạng của từng căn nhà một chút, nhưng mà cái quy trình chung thì nó cũng chỉ vậy thôi các bạn. Mình chỉ muốn san sẻ, đôi lúc có những người mới sẽ vào xem cái video, cho nên Ken trong mỗi video Ken đều cố gắng giải thích và giải trình để truyền tải cái thông tin một cái quy trình nó có thể là theo cái kinh nghiệm cá nhân của Ken đến với mọi người. Cho nên những người nào xem cũ và thấy Ken có lặp lại một số thông tin thì mong thông cảm, để cho người mới khi xem đều có thể hiểu cái quy trình để làm đầu tư flip house ở Mỹ như thế nào các bạn nhé. Đây là hiện trạng phía trước của căn nhà. Đến thời điểm hiện nay cơ bản đã làm được một số công việc, như các bạn thấy cửa sổ kính mới đã được gắn lên. Chú chó rất dễ thương các bạn, nó gặp mình là nó cứ chạy tới nó chào. Thấy cửa sổ kính đã được thay mới các bạn, và cái gable nha các bạn, đây là cái mặt trước ở phía nhà. Khi mình đầu tư làm nhà mới thì nó có một cái hiên như thế này, mình lúc nào cũng làm mới lại để cho nhìn cái nhà nó mạnh mẽ hơn các bạn. Còn đó các bạn thấy cửa kính, cửa sổ mới đã thay hết rồi. Garage đậu xe các bạn, garage đậu xe thì các bạn thấy cũng đã thay đổi thành phòng và làm mới lại hoàn toàn, thay cửa. Đây là cái khung gỗ cửa thay. Cái hiện trạng cũ nó là cái garage đầu xe các bạn nhé. Thì nay, nhưng mà cái garage đầu xe xưa nó bự quá, cho nên nay mình chia nhỏ nó lại, mình chia nhỏ nó lại thành cái ngoài cái chỗ garage đầu xe thì mình tận dụng làm thêm một cái phòng kế bên garage đầu xe, có thể sử dụng và tăng cái diện tích sử dụng của nhà lên, để tăng cái giá trị của cái nhà lên các bạn. Cho nên hiện trạng các bạn thấy phía trước của căn nhà lúc này nó đã như thế này. Và chú chó thân yêu của Ken cũng muốn say hello đến các bạn nhé. Xin chào Việt Nam, xin chào Việt Nam. All right, my buddy just say xin chào Việt Nam, it means hello Việt Nam. Gracias, gracias, woohoo. Đây là máy cưa gỗ các bạn nhé. Còn đây là mấy cái máy phát điện các bạn. Bởi vì công trình nhà cũ thường thường mà mình chưa có mở điện lên, bởi vì mình sẽ cúp điện căn nhà và để mình chạy lại dây điện, chạy lại hệ thống và làm lại mới căn nhà hết, cho nên nhà chưa có điện mình phải dùng cái máy điện. Và bây giờ các bạn cùng vào nhà để xem cập nhật cái hiện trạng từ một cái nhà cũ sang mới và cái tiến độ làm việc ở đâu và như thế nào các bạn nhé. Các bạn xem bên trong căn nhà này hiện tại đã làm xong cái phần lắp ván ép các bạn, cũng như ván ép ở bên Mỹ gọi là shiprock các bạn nhé, và đã cơ bản dặm được cái sơn đầu tiên của căn nhà. Các bạn thấy trần cũng đã lắp ván ép và đã dặm một cái nước sơn gần bên Mỹ gọi là thép and bedding, cái frame các bạn là mình trước hết mình làm thép and bedding làm frame, rồi sau đó sẽ xịt sơn đầy đủ các bạn nhé. Anh em đang làm điện các bạn. Looking good hả? Đã được hoàn thiện khá nhiều.
Sau khi gắn ván ép thì các bạn thấy đây chính là cái phần mình làm ván ép shape and bed, các bạn có nghĩa là nó có những cái lằn thì mình sẽ bỏ một cái texture lên để bắt đầu mình làm cho nó phẳng ra, rồi mình dùng cái miếng làm bóng các bạn, nó sẽ sen. Như trong làm nail thì mình có cái móng lên, xong mình bỏ bột lên rồi bắt đầu mình dũa, mình làm bóng nó, rồi mình dùng cái đánh bóng nữa, mình đánh bóng nó rồi bắt đầu mình mới sơn. Sơn thì mình sơn lớp 1, lớp 2, lớp 3 sức dặm lên để cho nó bóng cái nhà dặm các bạn. Các bạn xem đây là cái garage, là cái chỗ xe. Đây là tape and bedding các bạn nhé, là cái mình đánh bột lên để mình dán che lại những cái phần, bỏ những cái miếng dán ép lên từng miếng, các bạn sẽ thấy nó có những cái rãnh. Anh em người Mỹ họ giúp là dán cái miếng ân keo lên, xong rồi đắp cái texture là cái bột lên như các bạn vừa thấy. Đến hello. Các bạn xem đây là những cái cửa mình chuẩn bị đem tới để anh em họ chuẩn bị giúp gắn cửa cho các cái phòng các bạn nhé. Cửa thì nó bao gồm cái cửa và cái khung các bạn. Bên Mỹ thì nó có, mình có thể mua cửa rời với cửa lập khung sẵn. Thì cái chỗ này mình mua được rẻ cho nên mình mua nguyên cái khung lẫn cửa như thế này, nó giúp mình đỡ tốn được nhiều thời gian các bạn. Phòng tắm các bạn nhé. Các bạn lưu ý đây là cái miếng Harry Parker. Harry Parker là cái miếng ép, dán ép, nhưng mà dán ép theo giống như là bê tông xi măng các bạn, là dán ép chống thấm các bạn nhé. Khi mà mình làm cái nhà tắm thì mình phải dùng cái loại dán ép chống thấm chống nước các bạn, vì thế nó sẽ bảo vệ cái nhà tắm không bị nước thấm và làm hư cái sàn, cũng như các bạn thấy cái miếng sheetrock này cũng không, nó khác cái màu của sheetrock trong nhà bình thường, là sheetrock bình thường trong nhà nó là cái màu xám trắng, còn cái miếng này là cái miếng dán ép chống thấm chống nước, nó màu xanh, các bạn thấy màu xanh. Trên đường như thế khi bạn đứng bạn tắm, trong tắm nước nó có bị văng ra ngoài hay là nó dính trên tường, nó sẽ không bị thấm các bạn nhé. What's up Oscar? Hôm nay sau khi kiểm tra bên trong nhà thì chạy ra ngoài vườn, mà rào kẽm này nó bị hư, cho nên công ty mấy anh em quyết định làm lại, sửa lại cái hàng rào này các bạn. Ở một cái lỗ đất như thế này, khi mà làm hàng rào các bạn thì thông thường các anh em họ sẽ có cái máy đào lỗ, nó sẽ giúp đào nhanh hơn và nó đỡ mệt hơn rất nhiều các bạn. Nhưng mà lý do hôm nay mình không dùng cái máy là bởi vì cái chỗ này cũng không, nó chỉ có hư có một phần nhỏ chỗ này thôi, và mình thấy cũng không cần phải dùng máy, cho nên có cái dụng cụ đào bằng tay này các bạn, nó chỉ đào một hai cái lỗ, cho nên hôm nay các bạn xem Ken trực tiếp đào cái lỗ này nhé. Đào cái này thì thật ra nó cũng, nếu mà không quen á thì nó hơi mệt chút xíu các bạn, nhưng mà quen rồi thì thấy giống như mình tập thể dục thôi các bạn, thay vì mình tập tạ thì kéo tạ kéo cơ, thì cái này mình cứ đào lên đào xuống, mở ra mở vô để bốc đất lên như thế này, nó giúp con người cũng như tập thể dục sảng khoái thoải mái, nó giúp cho cơ thể mình ấm hơn vào những ngày đông lạnh như thế này các bạn. Bởi vì bên chỗ Ken bắt đầu vào đông cũng trời khá lạnh, nhưng mà rất may hôm nay các bạn thấy mặt trời mọc, thời tiết tuy lạnh nhưng mà khi nào có mặt trời mọc mà ánh nắng nhiều được như vậy là thời tiết rất ấm và đẹp các bạn nhé, rất là phù hợp để mình làm việc ở công trình, ở bên trong cũng như bên ngoài công trình các bạn. Và sau khi mình đào lỗ xong thì mình sẽ bỏ cái cây này xuống các bạn, cây này để xong mình sẽ kiên cố bằng cách đổ xi măng bê tông xuống. Ở Mỹ này hay một cái là bê tông nó pha chế sẵn rồi các bạn, mình chỉ cần bỏ bê tông xuống lỗ và lấy nước đổ vào là nó tự đông và nó kiên cố cho mình, chỉ cần trong vòng khoảng tiếng mấy hai tiếng là nó cứng và nó sẽ giúp kiên cố được cái cây này, và mình chỉ kéo hàng rào là xong các bạn nhé. Giờ cái sẽ bỏ một chút nước vào cái lỗ này trước các bạn nhé, xong cái mình sẽ bỏ cái xi măng này các bạn. Ở Mỹ cái xi măng này nó hay một cái là mình không cần phải trộn như ở bên Việt Nam, mình chỉ cần trộn nó với nước thôi các bạn, và khi mình bỏ vào rồi mình bỏ nó vô cái lỗ như cái này các bạn. Các bạn thấy xi măng Ken đang đổ vô nhé. Vì khi nó hơi nặng cho nên Ken thở nó hơi mệt chút xíu, các bạn nghe thông cảm. Bỏ xi măng vào cho đủ một chút cái nào đó các bạn, rồi mình sẽ pha nước tiếp. Các bạn thấy chung là khi đổ xi măng vào nó bắt đầu Ken sẽ rót nước vào các bạn, để cho nó tự sốt.
mình có thể dùng một cái cây như thế này để mình giống như mình cho nước nó xuống các bạn, giống như mình trộn bên trong, thay vì mình trộn bên ngoài như mình ở Việt Nam, mình bỏ ra mình trộn trước rồi mình mới bỏ xi măng xuống, thì ở đây cái xi măng này mình chỉ cần bỏ vào và pha nước thì tự động nó sẽ đông đặc cô cứng lại và nó kiên cố thanh sắt này cho nó cứng các bạn nhé. Và đây các bạn có thể thấy cách ở bên Mỹ mình pha cái bê tông đơn giản thôi các bạn, chỉ pha nước và đổ cái chất thịt bê tông pha sẵn này vào và mình đổ nước thì tự động nó sẽ khô, cái bên đã push mình nó vẫn còn cứng, rất cứng các bạn nhé. Please kindly subscribe Ken's channel so we all can grow our channels. Thank you for watching and subscribing.